báo của tổ chức y tế thế giới who tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh đậu mùa khỉ và sự lây lan nhanh chóng của căn bệnh này để ứng phó kịp thời và có những phương án thích hợp phòng chống sự lây lan của đại dịch mới australia đã tuyên bố đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm quốc gia Ngày 28 tháng 7, Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp quốc gia. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định căn bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe y tế toàn cầu do tốc độ lây chuyển nhanh, nguy cơ lan rộng hơn nữa. Tuyên bố của giáo sư Kelly có nghĩa là việc ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ tại Australia sẽ có sự phối hợp trên quy mô liên bang, cùng với chính quyền và giới chức y tế các bang. Trong trường hợp dịch bùng phát ở địa phương, Tuyên bố cũng có nghĩa là chính quyền liên bang sẽ có các chính sách y tế đồng bộ, các biện pháp can thiệp và thông điệp cộng đồng chung đối với căn bệnh này. Đồng thời, các nguồn lực quốc gia cũng được huy động để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Giáo sư Kelly nhấn mạnh, mọi công tác đối phó với dịch bệnh đang được tiến hành để đảm bảo giới y tế trên toàn quốc có các phản ứng nhanh nhất đối với căn bệnh này. Trung tâm Sự cố Quốc gia Australia cũng đã được kích hoạt giúp phối hợp đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Mặc dù khẳng định bệnh đậu mùa khỉ là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng giáo sư Kelly cũng lưu ý, bệnh này ít gây hại hơn so với bệnh COVID-19. Ông cho biết không có ca tử vong nào được báo cáo trong đợt bùng phát hiện tại. Ngoài các quốc gia điểm nóng của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, cho đến nay Australia đã ghi nhận 44 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó hầu hết là những người dân đi du lịch nước ngoài trở về. Mặc dù căn bệnh đậu mùa khỉ được xem là không đáng lo ngại bằng đại dịch Covid-19, nhưng người dân cũng không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu thấy cơ thể bất thường thì cần gọi ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.